Khi khác phố chơi trò cụp tay. Bạn đang thắc mắc xác phú bị hỏi câu gì đúng không? Mình đã từng bao giờ thất tình chưa? Có đâu mà thất, có đâu mà thất, có đâu mà thất. Khi em 10 ngón tay thì câu nào mà xác phú cảm thấy mình đã trải qua rồi thì mình hạ 1 ngón tay xuống nha. Câu đầu tiên, xác phú đã đi phượt bao giờ chưa? Câu thứ hai, xác phú đã từng chơi những trò chơi mạo hiểm như nhảy dù hay là tàu lượn siêu tốc chưa? Còn tiền bạc đến lúc nào đấy nó vô nghĩa. Tuy nhiên, anh muốn deal là 3 tỷ. Nhưng anh muốn nắm ít nhất là 35% cổ phần. 35% cổ phần. 35%. Từng đi học của phụ huynh học sinh cho con chưa? Ở nhà có từng bật lại vợ bao giờ chưa? Mình đã từng bao giờ thất tình chưa ạ? Mình có khóc bao giờ chưa? Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi, đừng ngại ngùng. Hãy khóc đi, khóc đi. Ở nhà sách phú có nuôi thú cưng không? Có bao giờ nhuộm tóc chưa? Dạ, mình có hình xăm không ạ? Không tha thu trên da vàng là con ngoan của bà vui 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 gặp đâu đâu đâu. Sao không có bao giờ đi nhậu với start up mà mình đầu tư chứ? Mọi người hãy đón xem chương trình Sắt Tanh mùa 4 diễn ra vào 20 giờ ngày chủ nhật trên VTV3. Xin chào.